cô Bắc Bình Dương mãi đó, thì bây giờ người ta đang cần cái lương thực, người ta cho hay về đó, thì đồng bào ở miền Tây Nam Bộ mình đó là cung cấp cái lương thực, tức là thực phẩm như rau củ quả đó, ừ. Thì đem về Bình Dương mãi cho cô Bác mãi. Thì trong này thì vì cái tinh thần mà tương thân tương ái đó, thì cô Bác trong này thì không có nại công, kẻ của người công, thì chung cứ góp như nhau chút ít để mà giúp đỡ đồng bào qua cái cơn gọi là đại dịch này. Thì còn lá lành đùm lá rách đó, tại nói chẳng là không có rau cải gì ăn hết, không có, ừ. Tức là dắt là tức là hiếm luôn đó, ừ. Nhưng mà có là mắc, nhưng mà dắt là hiếm, ừ. Không có. Có nhiều người người ta nói với tôi rằng hồi tối này là 3-4 ngày nay là chưa có rau cải, cầm tay là vậy đó, ừ. Thì có nhiều người mà người ta gọi trực tiếp, tức là thấy cái những cái clip mà mình đăng lên đó, người ta khóc luôn, người ta nói là ta đang cần mà gần có từng lễ mà chưa có, ừ. Em còn đi lấy chỗ nào nữa em hả? À? Ừ. Dạ em còn đi về chùa Tây An lấy 1000 đòn bánh tét, 1000 đòn tét đem cho anh với một số rau củ nữa, ừ. Gom về cho mấy anh em ở khu vực Lai Dung vận chuyển lên Bình Dương cho bà con ở vùng bị phong tỏa như cách ly vậy đó. À. Em ở ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo nào? Em ở ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Thành, huyện Hội Sơn. Hội Sơn á, gọi cái này mình đi mình vận chuyển. Vận chuyển giống như mình vận chuyển cho mấy anh em xe lớn đi thôi. Xe lớn đi mình không? Gom, mình gom đồ, nói chung là mình chuyên thu gom. Chuyên thu gom phải không? À, chuyên thu gom. À. Gom mấy cái nhỏ nhặt cho mấy anh em làm việc bự. À. Anh ủng hộ 300 hả? Ừ. Tiền xăng nước. À, kết quả dương tính corona ecovi cô đơn quá. Ê, tôi không có kênh dương tính nha, cô đơn quá nha, cô đơn quá không hả? Có mình anh là bởi vì đi lang thang. Cái này là sau toàn bộ 2 ngày gần 1 ngày gửi, anh em lấy cũng khá là nhiều rau củ quả đây nè, dưa leo toàn là dưa leo tươi không. Rồi này đậu bắp, rau cải, rau đầy đủ. Hàng thực phẩm này người ta đem lên trển để cứu trợ cho bà con ở trển. Đó, khá là nhiều luôn. Toàn là xanh tươi không à. Mấy cái phần hôm qua mà mình lấy về đó, mình có lựa ra như phần tốt chưa chú? Chưa. Chưa nè. Yên nguyên ha. Chút nữa lựa ra nữa hay gì? Người ta lựa ta ăn được gì ta ăn phải không? Mà toàn là tốt không à. Ủa cái này bữa nay cái này nhiều chứ làm gì giờ? Ở cái chai về máy xà bò. Trời ơi. Bắp nó bắp khoái không à? Bắp đó nè. Khoái thì nó sợ máy xà bò. Bắp. Đâu tài xế rồi cho quay cái mặt cái coi. Giờ mình cái nào cũ mình lên. Dạ, cái nào cũ để dưới mấy chỗ cứ thẻ cũ lên trước hết đi ha. Bây giờ là củ sắn đi. Củ sắn là tha không? Tao xuống đi chú ơi. Này nè. Để trước đi. Củ sắn với củ tỏi hả? Củ hành. Quá yếu. Còn cái bạc nào gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi chú. Dạ. Còn. Thả đẩy lên. Chắc cho nó đủ luôn. Ba củ sắn này dùng xinh lắm. Chú năm nay là 57 tuổi rồi đó. Còn này 52. Ba cái củ này là đồ mới không ha? Mới rồi. Cái này là mình đi chở nhiều đòn rồi đúng không? Chứ không phải đòn này không phải không? Đó này thì em mới chuyến rồi. Còn chưa có đi đường xa, con chỉ đi vòng vòng vận chuyển cho mấy anh em. Chưa có đi lần nữa. Con chỉ đi vòng vòng khu vực vận chuyển vậy nè. Chưa chưa ra tới Bình Dương. Dạ, mấy chú đem về cho mấy anh kia anh đi vậy đó. Xe lớn xe này mà đâu có đi. Dạ. Nè mà chặt. Thức nghĩa lên chiếc xe là 7-8 tấn, đi một lần là chiếc xe bự gấp 3-4 xe này. Đó. Ta vận chuyển cái một mà chú chứ đâu lại tẻ.
chú đi chỉ tốn chi phí lắm nè, lớp nào xếp tài xế nè, lớp nào xăng dầu nữa. Ví dụ vậy chú đi xe bự mà tốn dầu trước mệt không anh Khánh? Mệt không? Mệt mà vui phải không? Vui. Có thùng vô không? Dạ có. Dạ. Dạ anh quay mấy cái đồ gãy hết. Nhiều khi con đứng con quay bà con chửi con, mày không lo mày tiếp, mày lo mày đứng mày quay không. Chết một bắp này nha, xong mày bắp đi. Bắp ra vô eo hay vô bắp. Ông tài xế tên gì ta? Quên rồi. À, anh Đỉnh. Anh Đỉnh hiện tại gửi xe xuống ngay chân là chỗ xã Kiến An. Mày nói lại ra đi, mày nói lại ra coi. Nói ra là sao chú? Dùng này dùng ở Kiến An. Rẫy nhiều rau nhiều luôn, quanh năm suốt tháng luôn, cho nên là đến đây vận chuyển là hợp lý à. Bây giờ ở Bình Dương thành phố là thiếu rau trầm trọng. Cho nên là chả anh cũng có điện thoại xuống cầu cứu hả anh Khánh? Ở Bình Dương cầu cứu ở miền Tây. Bây giờ thực phẩm bây giờ đang thiếu hụt. Thì tinh thần là tôi thăng tôi hái. Một cái cháu cũ này chỉ chạy này đó là tôi thăng tôi hái nó làm lục lối gấp hả? Giúp cho kẻ đói mới nhầm. Gặp con lúa nhầm mà có tiền tháo tay. Đây là tinh thần là san sẻ và chia sớt đồng bào. Sao đây còn bắp nè, bắp nè. Nào bắp hết. Vậy là còn đây là một số bắp nè. Bắp rất nhiều mà. Cái tinh thần của người Kiến An đổi mới mình đây là tinh thần là thiệt quá. Đi là chơi xả láng sáng sớm đó. Còn là cho đồ đồ nguyên ra ngoài chứ không cho đồ hư. Chú không làm không hả? Không nữa bạn ơi. Tiêu giấy mật rồi. Thấy tôi qua gì cũng khóc rồi đó. Tiêm ba lá mấy còn cái gì là ngon. Tiêm hở hở mấy lá? Hả? Tiêm hở mấy lá? Ba lá mấy rồi đó. Ba lá mấy hả? Ba lá 2/4. Vậy là uống lá móng bò được rồi. Móng gì móng? Chú Nguyệt cắt lên. Này là ban trị sự ở đâu? Ở phía nè. Xe của em á hả? Xe này nè. Xe em ở xã Bình Thạnh, Hội Sơn nè. Hội Sơn nữa hả? Em chung tay với mấy anh em ở dưới này dùng. Hội Sơn ở dùng núi sập. Dạ đúng không? Núi sập ba thay đúng không? Dạ. Thấy thôi á, chưa có gì hết trơn, họ tới giờ xin tôi. Xin quá tạ nè. Mệt chưa? Mệt. Tôi gì đỡ cho mọi bữa chịu nổi. Ông gắng chờ một xíu đi, tôi lên tôi tiếp cho. Mà cầm máy rồi. Ngoài á lên chừng 20 tấn thuốc á. Thêm một mấy tấn á, giờ có đi xe vô bùn quân nữa. Đây cải. Mướp. Rau xanh. Dưa leo. Đây mới để hôm qua bắt đầu là vàng lá hết trơn nè. Vàng thúi luôn mưa. Vàng thúi luôn. Bởi vì bị ngày này cái tóp này bị mưa mà đêm hôm có tháo ra rồi mà thì... dở, dở. Nhưng nó hầm mà. Hầm. Nó phải mở đi. Có mở ra phơi mà gì nè. Tấm mấy mà bự dữ ạ. Tại nó lên hộp cơm chay hả? 900 kg.
Không có đâu, chắc có mì không à. Nói gì? Anh ủng hộ 300 hả? Ừ. Tiền xăng nước.